Vâng, xin kính chào tất cả các bác. Đấy, buổi chiều ngày hôm nay thì bên trung tâm đồ gỗ Văn Sáu có rất nhiều các cái mẫu sập thờ. Đấy, vừa trong xưởng mộc mang ra để chuẩn bị là đánh giấy giáp. Đấy, đánh giấy giáp full PU hoàn thiện để phục vụ các bác trong cái thời gian Tết đang đến rất gần, đó là Tết Nguyên Đán các bác nhá. Đấy, thì như các bác đã biết là nhiều hộ gia đình thì rất là quan tâm về đồ thờ, bởi vì chỉ có khi đến Tết thì chúng ta mới có cơ hội và cũng có cái dịp để chúng ta thay đổi các cái bộ bàn thờ, đúng không ạ, cho các cụ. Đấy, thay đổi các bộ bàn thờ đã cũ này, mua bàn thờ mới để cho phục vụ cho dịp Tết này, thay cho các cụ để các cụ phù hộ độ trì cho chúng ta một năm mới làm ăn phát tài phát lộc và có nhiều sức khỏe, đúng không ạ. Đấy, thì ở đây thì quý anh chị em cũng như tất cả các bác đang nhìn thấy là có rất nhiều nhá, rất nhiều các cái sản phẩm đồ thờ cúng, ví dụ như là những cái bộ hạc thờ này, bộ đỉnh này. Đấy, đó là những cái gọi là cái phụ kiện về cái bàn thờ. Còn ở đây thì chủ yếu là đợt này thì đồ gỗ Văn Sáu chú tâm vào cái sản phẩm đó là sập thờ, quý vị nhá. Đấy, đây chính là về cái phần chân này, đấy, của bộ sập thờ đấy quý vị ơi. Hoàn toàn làm trên chất liệu là gỗ mít ta nhá, gỗ mít của nước Việt Nam đấy ạ. Đấy, gỗ mít thường xuất hiện rất nhiều trên nước Việt Nam chúng ta. Và như cái màu vàng mộc của gỗ mít thì các bác sẽ được nhìn thấy trực tiếp trên video ngày hôm nay. Đấy là cái màu vàng rất là tự nhiên, màu vàng đẹp các bác nhá. Đấy, và phần mắt này, những cái phần mắt của gỗ mít là không thể thiếu nhá. Đấy, còn đối với những cái mẫu mà mặt đấy, mặt bàn thờ của đồ gỗ Văn Sáu làm thì tôi check qua cho các bác thấy này. Bên dưới này rất nhiều các thanh gỗ mít được làm bên dưới này. Càng nhiều thanh ấy thì cái độ chịu lực càng tốt. Bởi vì trên các cái hộ gia đình bây giờ ấy không chỉ là để một số cái vật phẩm bình thường để trang trí trưng bày đâu, đúng không ạ? Có nhiều bác thì lại thích chơi những cái bộ đồng, bộ đỉnh đồng rất là to, rất là nặng. Vì vậy là yêu cầu cái bàn thờ ngày càng phải làm dày dặn này và chắc chắn thì mới phục vụ được nhu cầu của khách hàng. Đấy, vì sao tôi nói là những cái bộ này là bộ đang chờ để giấy giáp thì tôi sẽ quay cho các bác thấy là đây là chi tiết cái phần bề mặt đây. Các bác có thể nhìn thấy là những cái nét đục, đấy, nó vẫn còn cái phần xù xì, đúng không ạ, nó chưa được mịn màng. Đấy, vì vậy là sẽ được mang về để giấy giáp cho nó mịn màng hơn, sắc nét hơn. Đấy, rồi mới đi PU để hoàn thiện cho các bác. Rất nhiều các bác nhá. Đấy, thì trong video ngắn ngày hôm nay tôi chỉ muốn truyền tải cho các bác về cái một số cái mẫu đồ thờ hoàn toàn trên chất liệu gỗ mít ta. Hàng đồ gỗ Văn Sáu làm thì luôn luôn là uy tín chất lượng, đã rất là nhiều năm về hàng đồ thờ rồi. Đấy, và các bác theo dõi video ngày hôm nay mà muốn mua ấy, hoặc là muốn hoàn thiện những cái bộ sập thờ này để thay thế bộ đồ thờ đã cũ trong không gian nhà hoặc là thay mới thì có thể liên hệ các bác nhá, hoặc đến trực tiếp cửa hàng trung tâm đồ gỗ Văn Sáu với số nhà 407 đường Hoàng Quốc Việt, Trung Thành, Phổ Yên, Thái Nguyên để đặt mua và tìm hiểu tư vấn. Cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi. Chúc các bác luôn sức khỏe và gặp nhiều may mắn, thành công trong cuộc sống. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bác trong các nội dung tiếp theo.